Lan Dương Chu Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Ngày hôm nay là buổi chiều tối ngày 23 tháng 11 2018. Em có một số mặt hàng em mới về và em sẽ giao lưu giới thiệu đến cả nhà luôn ạ. Cô chú anh chị mua hàng thì vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại 0965 495087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848 626 228 nhé. Đầu tiên thì cô chú anh chị em sẽ giao lưu với cả nhà những cái mặt hàng về hàng dề của em trước này. Đầu tiên là dề kiều vàng đây ạ. Dề kiều vàng này thì em bán 700.000 dề kiều vàng này. Và em có cái dề kiều hồng nữa này. Dề này thì gồm có 18 thân to này, thân tơ này, đó. Dề kiều hồng 18 thân tơ là 700.000 này. Dề thứ hai là 24 thân tơ em bán 1 triệu ạ. Đây. Đó. Rất là to và đẹp luôn. Đó. Dạ. Và tiếp theo đây chính là kiều hồng đấy ạ. À, kiều hồng gia đình em bán giao lưu là 330.000 một cân kiều hồng ạ. Đó. Trời hơi tối nên là em quay nó không được nét cho lắm thì cô chú anh chị có thể là ngày mai em sẽ quay cho nét hơn. Ngày hôm nay thì hàng đẹp tươi vừa mới về luôn nhá. Và đây ạ, đây chính là hoàng lạp đấy ạ. Hoàng lạp gia đình em bán 150.000 một cân hoàng lạp ạ. Và một cái mặt hàng đang rất là hot và rất là hit luôn và vừa đã về đấy ạ. Đó chính là long tu xuân này. Đấy, long tu xuân em bán là 300.000 một cân long tu xuân. Hàng ngắn hàng dài em bán solo luôn nhá. Hàng thì rất là đẹp luôn rồi và cái dòng này thì rất là dễ thuần ạ. Đó thì nếu mà cô chú anh chị chưa có cho mình cái giỏ nào này thì hãy liên hệ với em nhá. 300.000 một cân long tu đá tím nhá. Và đây ạ, đây chính là kiều vàng này. Đấy, kiều vàng gia đình em bán là 180.000 một cân kiều vàng ạ. Đấy, 180.000 một cân kiều vàng, hoa màu vàng từng chùm rũ xuống rất là xinh. Và nếu mà cô chú anh chị muốn biết những cái mặt bông của shop gia đình em bán thì hãy nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo vào số điện thoại luôn hoặc là inbox trực tiếp vào Zalo ạ. Và trên đây chính là mạc xuân hay còn gọi là mạc quân tử em bán 100.000 một cân ạ. Và ở đây là thanh đạm sữa em cũng bán 100.000 một cân. Và đùi gà tròn đấy ạ, đùi gà tròn rất đẹp luôn. Gia đình em bán giao lưu với cả nhà giá là 250.000 một cân ạ. Và tiếp theo đây chính là kim điệp xuân này, em bán 170.000 một cân kim điệp xuân. Hoa màu vàng nở vào Tết luôn ạ. Hàng thì đã thất ngọn và rụng lá rồi. Bên trong này là tiên hài hay hài vệ nữ là em bán là 100.000 một cân này. Và đây là có những cái, đây là giá hương tam bảo sắc của gia đình em ạ. Hàng lá lướt thôi, không phải lá xếp đâu ạ. Gia đình em bán là 230.000 một cân. Và đây là chuỗi ngọc gia đình em bán giảm giá còn có 170.000 một cân này. Chuỗi ngọc nhá. Hoàng thảo vôi ạ, hoàng thảo vôi. Đây là vôi bắc nhá. Vôi bắc gia đình em bán là 300.000 một cân ạ. Vôi lào em cũng bán 300.000 một cân. Vôi bắc thì thân mập hơn một chút. Và dáng hương đuôi trồn em bán là 250.000 một cân dáng hương đuôi trồn ạ. 250.000 một cân dáng hương đuôi trồn ạ. Dòng này rất là sai hoa và thuần thì cũng rất là dễ thôi ạ. Trồn thì làm cái dòng hoa thuần thì chúng ta mùa này thì chúng ta ghép vào cái chậu ấy, cho vào sơ dừa, vỏ thông hoặc là nhà em thường thì sẽ ghép vào cái cây tổ quạ băm nhuyễn, sau đấy là sẽ trộn với vỏ thông đấy ạ. Và tiếp theo đây chính là sơn thủy tiên đấy ạ. Một cái dòng hoa mắt đen hay mắt nâu đen nhá. Và cái dòng này thì cũng rất là dễ thuần thôi đúng không nào. Cái củ giả hành nó rất là giống với hoàng lạp, tuy nhiên rằng là to và bóng hơn. Ngày hôm nay gia đình em về khá là nhiều nên là em bán giao lưu với cả nhà giá là 230.000 một cân. Cô chú anh chị nếu mà muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì hãy nhắn tin cho em. Và em vừa mới quay nhanh qua một số mặt hàng của gia đình em thì em sẽ nói lại luôn này. Đầu tiên là dáng hương đuôi trồn 250.000 một cân. Trồn là 250.000 một cân này. Hoàng thảo vôi bắc 300.000 một cân. Hoàng thảo vôi bắc là 300.000 một cân này. Chuỗi ngọc là 160.000 một cân. Đùi gà tròn 250.000 một cân. Dáng hương tam bảo sắc 230.000 một cân. Thanh đạm sữa 100.000 một cân. Kim điệp xuân là 170.000 một cân. Hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài là 100.000 một cân. Mạc xuân là 100.000 một cân. Kiều hồng 330.000 một cân.
Sơn thủy tiên 250.000 một cân. Hoàng lạp 150.000 một cân này. Và đây còn có kiếm tiên vũ, em bán 150.000 một cân kiếm tiên vũ nữa, em quên mất em chưa quay này. Long tu đá là 300.000 một cân. Đó. Và cô chú anh chị kết bạn với em Zalo theo số điện thoại là 0965495087 nhá. Ngày hôm nay thì gia đình em có rất nhiều hàng nên là số điện thoại của em ấy sẽ là bận, nên là cô chú anh chị nếu mà không gọi được cho em thì hãy nhắn tin cho em nhé, em sẽ chốt nhanh hơn ạ. Đó. Và em xin kính chúc cả gia đình mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Em xin kết thúc video đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo nhé.